Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toàn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm video để giới thiệu về quân nhị khúc và đặc biệt dành cho những bác nào là khó tính nha. Nhiều bác là cứ muốn là côn gỗ căm xe mà phải có đường vân mới chịu. Thì trong cái logo này thì cái logo này hiện tại từ đầu năm 2022 đến bây giờ, cái logo quân nhị khúc gỗ căm xe này thì là đẹp nhất và dài nhất và có đường vân nữa, có những cây có đường vân. Thì gỗ thì căm xe các bạn biết là gỗ rất có nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là nó không bị mối mọt, nó không bị cong vênh. Và người ở Tây Nguyên thì thường thường người ta dùng cái cây gỗ căm xe này, người ta cột xuống dưới đất để người ta trồng tiêu đấy, trồng tiêu, hạt tiêu đấy các bạn, hạt tiêu các bạn hay ăn đấy. Thì bởi vì cái nó nhiều ưu điểm nên là làm người ta mới hay sử dụng gỗ căm xe, và đặc biệt là gỗ căm xe nó tốt nên là bây giờ thì hiện tại là người ta hay sử dụng để làm côn nhị khúc. Thì có những cái ưu điểm đó là nó gỗ nó cứng chắc, mà cứng theo kiểu cứng dai nhé, không phải cứng giòn, nó không cứng chắc này, không bị mối mọt này, không bị cong vênh này, nên là nó sẽ làm côn rất chi là tốt, ưu điểm của nó cực kỳ tốt luôn. Về cái công dụng của nó thì chia sẻ với anh em thì đợt này là dành cho video dành cho những bác khó tính. Thường thường là các bác là thường thường là đòi gỗ căm xe phải có đường vân. Thì thường thường thì chia sẻ với anh em khó lắm. Cái muốn gỗ căm xe không có đường vân cực kỳ khó. Bởi vì gỗ căm xe không phải là gỗ quý hiếm. Không phải gỗ quý hiếm như là gỗ chắc, gỗ cẩm lai hoặc là gỗ hương, nên anh em đòi đường vân là cực kỳ khó. Tuy nhiên thì cái lô gỗ này vẫn có đường vân. Tuy là đường vân nó không được nhiều nhưng mà vẫn có đường vân. Anh em muốn gỗ mà có nhiều đường vân thì chắc chắn anh em nên mua những dòng côn quý hiếm như là gỗ chắc này, đây là gỗ chắc này, gỗ cẩm lai, gỗ hương thì chắc chắn là sẽ có nhiều đường vân cho anh em. Còn gỗ căm xe là một trong những dòng gỗ bình dân nhất đấy. Thì mình chia sẻ cây có cây là rẻ nhất là 330 đấy, cây mắc nhất là 340 là cây này. Thì để mình chia sẻ cho các anh em hiểu thêm nữa là dây xích khớp xoay này. Đây là dây xích khớp xoay để làm côn nhị khúc gỗ căm xe. Đây là mẫu, ví dụ như mình sẽ chia sẻ thành 4 mẫu cho anh em. Có nhiều bạn thì thích dây xích khớp xoay cái dòng 8 cạnh. Dòng 8 cạnh dây xích khớp xoay nha các bạn. Đây là dòng 8 cạnh dây xích khớp xoay. Thứ hai nữa là loại tròn bọc đuôi để giúp cho côn nó không bị bể đầu, không bị tét đầu. Và dòng này thì anh em tập luyện để loan côn và biểu diễn thì cái dòng này là đẹp mắt so với anh em nữa, chơi rất chỉ là phù hợp. Mình cũng thường hay loan côn hay dùng loại này. Tiếp theo nữa là dòng đầu to đầu nhỏ theo kiểu phong cách Lý Tiểu Long, là dòng này để chia sẻ với anh em. Tiếp theo nữa là dòng thứ tư là dòng 8 cạnh dây dù. Đấy, dòng tấm cạnh dây dù. Dây dù thì có màu đen, màu xanh nhé các bạn, màu vàng. Đấy, thì đây là cái dòng tròn mà dây dù. Đấy, tổng là 5 mẫu. Đấy, 5 mẫu côn nhị khúc gỗ căm xe. Chia sẻ với anh em là đầy đủ hết là 5 mẫu nha anh em. Thì côn nhị khúc gỗ căm xe thì anh em biết là mình không có sơn. Mình không có sơn gỗ để tự nhiên hết anh em nhé. Tức là không có sơn, không PU, không sơn luôn, gỗ tự nhiên luôn, mình chỉ đánh nhám mịn thôi. Đánh nhám mịn để cho anh em chơi côn thì khi mà gỗ tự nhiên có cái hơn những cây côn gỗ sơn. Hơn là ở chỗ nào? Thứ nhất là gỗ tự nhiên không sơn là hút mồ hôi tay cho anh em. Anh em càng tập thì nó càng lên nước, tức là anh em càng tập lâu thì nó càng bóng, côn càng lên nước và nó hút mồ hôi tay cho anh em. Cái ưu điểm nữa, tức là cái côn mà gỗ tự nhiên như thế này thì anh em nhìn qua là phát hiện liền côn có bị lỗi gì, có bị nứt hay không, bị mọt hay không. Thứ nhất có bị nứt, bị mọt, bị cong vênh hoặc bị cái gì hay không, lỗi gì anh em nhìn qua là phát hiện liền. Ví dụ như cây như thế này thì anh em nhìn qua là biết được nó có bị mọt hay không, có bị nứt hay không là anh em nhìn qua. Thì chia sẻ với anh em mấy cái cây này này là gỗ chắc. Cây đường vân nhiều này là gỗ chắc. Gỗ chắc thì giá nó cao lắm, như là 800 ngàn. Còn cái gỗ cẩm lai này
Đấy, hình như mình nhớ không nhầm là 700 ngàn mà đang có khuyến mại là 600 ngàn hay sao á. Là gỗ cẩm lai. Đây là gỗ hương. Đấy, gỗ hương này thì đang có khuyến mại. Cũng đang có khuyến mại này. Đấy. Thì khuyến mại hình như cây này khoảng tầm 550 ngàn. Mình nhớ không chính xác lắm đâu, bởi vì mình bán nhiều dòng côn, gần 30 dòng côn như hút, không thể nhớ được hết giá. Mình chia sẻ với anh em có cả đoạn côn gỗ cầm xe đấy nhá, đoạn côn gỗ cầm xe cho anh em tập luyện. Và anh em đừng có chê gỗ màu đen nha. Đây, cây này ví dụ như gỗ cầm xe này có màu hơi đen này, là gỗ già đấy. Cây nào mà cây màu mà gỗ mà hơi đen á là cực kỳ gỗ già. Gỗ già thì là nó thường gần nói là nó có màu đen, tuy nó xấu nhưng mà là nó là cứng hơn. Đấy, nó không được đẹp màu nhưng mà nó là cứng hơn. Đấy, còn cây màu đen này là gỗ mật. Gỗ mật mình mới làm được một cây đầu tiên. Đấy, cây này 600k nhưng mà bây giờ mới làm cây đầu tiên nên ưu tiên cho khách nào á, mua đầu tiên thì mình để cho 450 ngàn là cây gỗ mật này. Gỗ mật màu đen này. Gỗ của mình đều là gỗ tự nhiên nên không có sơn. Thì anh em nhìn dây xích như thế này thì anh em chắc khó mà phân biệt được. Thì mình bây giờ mình sẽ làm ra cái dây xích của cây côn như khúc bình thường là như vậy. Đây là dây xích khớp xoay của những cây côn bình thường. Và đây là dây xích khớp xoay của Toàn. Phải so sánh thì anh em mới nhìn thấy được là hai cái dây xích này là nó như thế nào. Đấy, đây mọi người tự so sánh đi, nó dày dặn và to gấp 2 lần đấy, nên là không có bị đứt được. Anh em chơi thoải mái không có lo bị đứt dây, bởi vì dây của nó là lắp 4 ly, dây xích khớp xoay linh hoạt lắp 4 ly không có đứt được. Đấy, anh em nhìn khó có thể mà biết được là nó bao nhiêu thì mình để ngay cái dây xích của những cây côn trên thị trường đang bán là như thế này. Dây xích này cũng ngon lắm rồi, nhưng mà bên mình làm dây xích lắp 4 ly đảm bảo cho côn là không lo bị hỏng luôn. Đấy, đảm bảo nó đủ chắc chắn và dày dặn và chắc chắn cho anh em. Vì anh em nếu mà anh em nào thích côn gỗ quý hiếm có nhiều đường vân thì mình tư vấn cho anh em là nên dành mua những cây côn mà mắc tiền, giống như là gỗ chắc, gỗ cẩm lai, gỗ hương thì nó sẽ là nhiều đường vân hơn. Còn gỗ cắm xe đợt này thì đường vân thì nó cũng cơ bản là như thế này thôi anh em. Đấy, như cơ bản là như thế này. Đấy, đường vân của nó không được nhiều như là gỗ cẩm lai, gỗ chắc đâu, gỗ hương đâu. Thì tiền nào phải ấy, thì cây rẻ nhất là 160, cây 8 cạnh dây dù này thì là 200, cây dây xích khớp xoay 330 loại 8 cạnh này là 330 ngàn, loại 8 cạnh này. Đấy, loại lý tiểu long loại này cũng 330. Loại lý tiểu long này cũng 330. Nói chung là dây xích thì nó nằm ở 330 ngàn, còn dây dù lại tròn là 160, lại tám cạnh là 200. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ rẻ mà hàng chất lượng mà cực kỳ rẻ luôn. Thật sự ra gỗ lên, công thợ lên, mọi cái đã lên nhưng mình chưa có lên giá, thì chắc chắn là mình sẽ lên giá thôi. Mình chắc chắn 1 tháng 2 tháng nữa mình sẽ lên giá côn như khúc để bù lỗ thôi. Bây giờ mà mình lỗ, khi mà mình bán giá cũ là mình lỗ, còn nếu mà mình không tăng giá là mình sẽ lỗ. Mình sẽ chắc chắn sẽ tăng, nhưng mà chia sẻ với anh em thì mình gồng hết tháng này, tức là mình có thể bán hết tháng này là mình bán giá như vậy thôi, chứ còn sang tháng sau là mình sẽ lên, ví dụ như là cây côn như khúc là lên mỗi cây khoảng 10 ngàn, ví dụ là như vậy. Chắc chắn là sẽ lên, có cây sẽ lên là 10 đến 20 ngàn, nhưng mà hiện tại mình báo giá cho anh em như vậy là giá chưa có lên. Đấy, còn anh em nào thích chơi đoạn côn gỗ cầm xe có đoạn côn gỗ cầm xe cho anh em. Đấy, bây giờ người ta cũng chơi đoạn côn rất chi là nhiều, bởi vì đoạn côn nó thông dụng, mang được theo người, tức là anh em đi đêm như hôm mang được theo người. Và côn như khúc là một cái nữa, anh em chỉ là tập luyện. Đấy, tập luyện và theo đam mê, chứ còn ban đêm qua 10 giờ đêm mang theo côn như khúc trong người là anh em cẩn thận là bị thu và bị bắt côn như khúc ấy nha. Đấy, thông báo cho anh em biết là như vậy. Chứ còn anh em tập luyện tại nhà, tập luyện thoải mái, ban ngày thoải mái không có sao hết, nhưng ban đêm qua 10 giờ đêm là anh em nên cẩn thận ra ngoài đêm hôm mang theo. Công an nếu mà có họ xét và có thu, ví dụ như các bạn đi đánh nhau thì người ta xét, người ta thu, người ta bắt là đúng rồi. Nên là anh em chỉ tập luyện
là thoải mái, là không có việc gì hết. Mình còn bán côn những khúc như thế này và đăng lên như thế này thì anh em biết rồi. Mình còn đi gửi được cho anh em nữa, mình còn ship được cho anh em là biết là nó thoải mái như thế nào rồi. Đấy, người ta không có nói gì rồi thì mình mới mang đi được. Chia sẻ với anh em là như vậy. Còn về mọi cái thì mình đã giới thiệu xong hết rồi. Còn một cái nữa thôi là mình chưa nói, đó là cái chiều dài của côn như khúc. Chiều dài của côn như khúc thì mình sẽ làm theo tiêu chuẩn chung. Thì chiều dài côn như khúc là nó theo tiêu chuẩn chiều của chỏ đến lòng bàn tay đấy. Và dây chiều dài của nó là 30 cm, và dây xích của nó là dài 15 cm bằng cái cổ tay của chúng ta. Thường thường chúng ta đo cái côn như khúc là thường bằng cái cổ tay, bằng cái cổ tay của chúng ta, dây bằng cái cổ tay đấy, dây bằng cái cổ tay của chúng ta đấy, dây bằng cái cổ tay. Thứ hai nữa là côn như khúc là dài bằng cái cùi chỏ đến lòng bàn tay đấy. Là chúng ta, đó là những cái tiêu chuẩn chung, mình làm theo tiêu chuẩn chung chứ mình cũng không làm theo tiêu chuẩn riêng của ai đó. Ví dụ như nhiều người, người ta sẽ đòi lên tới là côn chỉ 28 thôi, có người thì đòi côn là lên tới 31, 32, thì mình cũng không thể nào đáp ứng riêng từng người được. Đây là chính xác ra là tiêu chuẩn chung của tất cả chúng ta sử dụng côn như khúc đấy. Đó là chiều dài 30 và dây xích 15. Tại sao dây xích là phải 15? Vì chúng ta cần phải tập luyện côn thực chiến và còn biểu diễn được. Chúng ta vừa có thể loan côn được và thực chiến được thì cái dây 15 thì nó mới đáp ứng được cho chúng ta. Còn dây dài hơn là côn thực chiến, mà còn dây ngắn hơn nữa là chuyên về biểu diễn là dây cực kỳ ngắn, còn chuyên về thực chiến là dây cực kỳ dài. Còn dây mà vừa đủ thì chúng ta vừa loan côn vừa thực chiến, đó là dây 15 cm. Thì đó là nguyên nhân mà tại sao người ta làm dây 15 cm. Thì mọi chi tiết thắc mắc anh em cứ kết bạn Zalo với Toàn thì Toàn sẽ trả lời riêng từng bạn. Và những anh em nào mà chưa có số điện thoại và chưa có Zalo của Toàn, Toàn sẽ để trên màn hình cho anh em có thể gọi điện trực tiếp cho Toàn để Toàn có thể tư vấn thêm cho anh em đấy. Và số điện thoại mà có Zalo luôn để anh em có thể trực tiếp là nhắn tin trao đổi với mình riêng nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.